hai chai nước hoa đang cực hot của Latafa, và ở đây đó là Zara cùng với Asad. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ chỉ nói về Zara thôi, và đây cũng là video đầu tiên mình chuẩn bị cho cái lít nước hoa mùa đông giá rẻ dành cho nữ ở phân khúc dưới 3 triệu. Thì con này sẽ là một trong những con mà mình sẽ đưa vào trong cái thời gian tới. Còn nếu mà bạn quan tâm đến Asad thì bạn có thể xem cái đường link đâu đó sắp sửa hiện ở trên này để có thể có một cái góc nhìn nó khách quan, cũng như là đọc những cái bình luận ở phía dưới, và chúng ta cùng nhau tìm hiểu xem tại sao Zara nó lại là một trong những chai nước hoa hot của Latafa đến như vậy, cả thế giới lẫn Việt Nam luôn. Bắt đầu nhá. Đầu tiên thì chúng ta hoàn toàn có thể thấy được rằng Latafa là một thương hiệu đến từ UAE, các tiểu vương quốc Ả Rập. Thời gian vừa qua thì Latafa cũng đã bắt đầu có những cái triển khai đầu tiên ở thị trường Việt Nam và có đơn vị phân phối chính hãng rồi. Thế nên là khi mà các bạn tìm những sản phẩm của Latafa thì các bạn hoàn toàn có thể thấy được những cái tem của Việt Nam cấp chống hàng giả bla blo rất là yên tâm để cho các bạn lựa chọn mua. Và một vài bên thì họ cũng có phân phối rồi, nên là các bạn có thể tìm rất dễ ở trên thị trường. Bên cạnh đó thì thời gian gần đây thì có hot rất là nhiều con của Latafa, là Zara này, là Asad, là Ram, hay là một vài con nữa. Có thời gian rảnh sau khi clip mùa đông xong, mình cũng sẽ lên thêm một vài con là mình cá nhân thấy rằng là ấn tượng. Thì ngày hôm nay sẽ nói về Zara. Đây, em nó chính là trên này, với một cái màu hồng phấn trông rất là đáng yêu và dễ thương. Riêng cái nhà này thì trong cái bộ của Zara của dành cho nữ này, kể cả con Asad này, thì các bạn có thể nhìn vào màu để đánh giá được mùi hương của nó sẽ như thế nào. Đây là một trong những cái mà không phải nhà nước hoa nào cũng thể hiện được. Và bên cạnh đó thì đặc biệt là đến từ những nhà UAE, Trung Đông thì người ta cũng không để ý lắm. Nhưng mà riêng cái dòng sản phẩm này thì mình đánh giá cực kỳ cao về phần màu sắc. Mình nhớ không nhầm là còn có con trắng, con vàng nữa. Và mỗi một con thì nó lại mang với một cái vai khác nhau. Thì cái mà mình nhìn thấy ở đây đó là một cái thiết kế màu hồng. Nói thật với các ông là trong cái phần thiết kế của nó thì đúng đậm chất của UAE luôn. Cái này mình nói rất là nhiều rồi, do văn hóa của bên họ. Và sản phẩm họ làm là sản phẩm phục vụ cái môi trường, cái khách ở bên đấy. Nên là thôi, chúng ta riêng ở phần đánh giá thì ngoài vấn đề thiết kế ra thì tôi nghĩ là phần màu này thì rất là nhiều bạn nữ trẻ trung, học sinh sinh viên sẽ rất thích. Cái tiếp theo mình muốn nói tới ở đây là một cái giá thành cực kỳ rẻ. Chúng ta đang ở trong một cái giai đoạn suy thoái kinh tế, vừa rồi thì cũng có một cái cơn bão rất là lớn ảnh hưởng đến kinh tế rất là nhiều, và bắt đầu lại vào mùa nữa. Nên là nếu như các bạn đang quan tâm đến những sản phẩm nước hoa mùa đông thì những lựa chọn đến từ UAE là một trong những lựa chọn rất ok. Chỉ có một điều rằng là tiền nào của nấy, chúng ta cũng phải đãi cát tìm vàng. Mình hay nói vui như vậy thì chúng ta mới có thể tìm ra được những cái sản phẩm nó phù hợp, nó ngon ở trên cái mức giá của nó. Không phải là tất cả thương hiệu đều cho ra được những cái sản phẩm tốt. Đấy là những người review như mình thì phải đưa ra những cái góc nhìn khách quan để cho các bạn có thể đánh giá. Con này thì về cái vấn đề vòi xịt ý, thì tôi xin phép là không được xịt ở đây. À thôi, xịt mẹ đi. À, ui ngọt vãi. Vòi xịt thì tôi đánh giá chỉ ở mức khoảng tầm 5 đến 6 thôi. Mùi hương này thì khi các bạn vừa mới xịt ra ý, thì các bạn sẽ nhận thấy một cái vai mùi bánh kem rất là rõ rệt. Các bạn sẽ ngửi thấy một chút phấn này, cái nét creamy rất là rõ. Và cái bánh kem ở đây nó làm mình nghĩ tới những cái bánh kem ngày xưa bé, khi mà sinh nhật ấy, nó chỉ có những cái lớp bánh bông ở trong và ở ngoài thì một cái lớp kem rất là dày. Thực ra thì mùi hương này ấy, nếu như mà các bạn xịt vào những ngày nóng thì mình nghĩ rằng là nó sẽ khá là nồng và cảm giác ngấy nhanh. Nhưng mà với những ngày đông, cái thời tiết nó hãm lại cái độ tỏa của mùi hương, cũng như là làm cho cái mùi hương có sự biến chuyển chậm hơn, thì cái phần top note này nó sẽ khá là ok. Thậm chí rằng là ở cái phần top note các bạn sẽ không nhận thấy cái mùi cồn quá là rõ rệt. Và sau khoảng tầm đâu đó 15 phút thì Zara trên tay mình nó sẽ ra cái mùi hơi kiểu sữa dâu, sữa kem, sữa dâu kem. Ừ, cái vai kiểu như thế. Và cái mùi hoa trắng nó cũng sẽ quyện vào đây, nó làm nên cái mùi hương có phần rất là nữ tính, dễ thương, bánh bèo, tiểu thư nữa. Thì đây là một trong những cái con mà toát lên được cái vai như thế. Bạn nào đang theo style kiểu váy vóc, kiểu xòe, hơi
kín cổng cao tường, đừng có hở hang quá. Sau đó thích những cái màu hồng, màu vàng, màu xanh da trời đáng yêu dễ thương thì thực sự là khi các bạn gửi con này các bạn sẽ rất rất thích. Nhưng mà nhớ một điều rằng là xịt nó vào những ngày trời đâu đó tầm dưới 25 độ nhá. Và dry down của mùi hương thì các bạn sẽ thấy nó không thực sự biến chuyển quá nhiều so với ở phần ở giữa, mà nó sẽ chỉ đơn thuần là lên hoa nhiều hơn, cái nét creamy sáng làm cho cái mùi hương nó rất là hồn nhiên ngây thơ. Và với mình thì có lẽ là ở cái tầm giá đâu đó tầm một củ khoai thì con Zara của Latafa này là một trong những con đi tặng các bạn học sinh sinh viên, hay là những cái ông nào mà đang quen những cái em còn đang ngồi trên ghế nhà trường thì cái ông tặng con này tôi nghĩ rằng là cực kỳ hợp, đẹp, màu đẹp này, thiết kế mùi cũng ok, không đến nỗi là kiểu quá là nồng nặc hay là kiểu bị cheap rẻ tiền. Với tôi thì riêng về phần mùi, đây là một con mà tôi cũng hiểu lý do tại sao mà nó được khen rất là nhiều ở các bên nước kiểu phương Tây. Lúc mà tôi xem một vài cái review cũng khá là lâu rồi, tại vì chai này ra mắt từ năm 2020 thì cho đến thời điểm hiện tại nó vẫn nhận được cực kỳ nhiều lời khen. Và trên những cái sàn khác nhau như kiểu Amazon thì Latafa là một trong những thương hiệu đến từ phương Đông mà bán gọi là top 1 luôn. Asad Zara này, đây là một con cực kỳ hot, nên là các bạn hoàn toàn có thể blind buy được, chứ nó không như những cái sản phẩm khác nhiều khi xịt là kiểu nồng rồi già rồi hắc rồi ra mùi dầu gió hay là kiểu ra mùi xà phòng. Đây là một trong những con không phải như vậy, phải dành một cái lời khen ở tầm giá của nó thì Zara là một trong những con cực kỳ ok của Latafa. Cái tiếp tới các bạn cũng sẽ rất là quan tâm, tại vì thường những người ở cái phân khúc rẻ nhỉ thì các bạn ngoài cái việc là mùi nó thực sự không quá quan trọng, nó dễ ngửi là được, thì các bạn còn quan tâm rất nhiều đến phần hiệu năng. Mình cũng dễ hiểu cái yếu tố và cái nhu cầu này của các bạn thôi. Thì trên da mình con Latafa Zara này nó tỏa đâu đó tầm một cánh tay. Phải nói đây là một cái độ tỏa cực kỳ tốt và nó sẽ đáp ứng nhu cầu cơ bản của những người mới nhá. Đấy, những bạn kiểu mới mua một vài chai nước hoa thì con này rất ok. Cái độ lưu hương của nó thì trên da mình cũng khoảng tầm, mình nghĩ là tầm 7 đến 8 tiếng là hoàn toàn thừa sức. Và nó sẽ tỏa rất tốt trong cái thời gian ban đầu, tầm 2 đến 3 tiếng ngào ngạt luôn. Mình nghĩ chỉ tầm 4 shot thôi, vào mùa đông thì chắc là thơm cả lớp luôn, không cần phải bàn cãi cái vấn đề gì quá nhiều cả. Và nếu như để so với những cái con mà cũng vai mùi ngọt đã hot ở trên thị trường như nhiều là con Scandal của Jean Paul Gaultier thì Zara trẻ hơn này, Zara cũng có một cái hiệu năng mình nghĩ là cũng chắc là cũng phải 1.8-1.10, và cái mùi hương nó lại không bị kiểu ngọt đậm kiểu vani cùng với hoa trắng nữa, nên là em này thì có xu hướng nịnh mũi và dễ chiều lòng hơn. Còn về phong cách ăn mặc thì mình cũng đã vừa nói với các bạn rồi, và phải chia sẻ rằng là đây là chai nước hoa mình sẽ cho vào top 5 chai nước hoa giá rẻ dành cho nữ ở phân khúc dưới 3 triệu. Thực ra con này tầm 1 triệu quá ok. Những cái chai như thế này thì không phải bàn cãi quá là nhiều. Mỗi tội là xuất thân là UAE nên là mọi người thì vẫn hơi lấn cấn tí thôi, nhưng ngon nhá, rất ngon. Và không biết là sắp tới thì các bạn muốn xem review những con nào của Latafa thì rất là mong các bạn có thể bình luận ở bên dưới nhá, để cho mình và mọi người cùng biết. Thực ra những cái con như này thì cá nhân tôi làm review rất là nhanh vì thực sự là mùi nó cơ bản ra. Đấy, cái thứ hai là hiệu năng nó ổn là đủ thôi, chứ nó cũng không có sự biến chuyển quá là nhiều để chúng ta nói. Nên là riêng cái phần lựa chọn giá rẻ thì chúng ta sẽ tua nhanh thôi nhá. Còn nếu mà thấy video hay đừng quên việc like, share, ấn nút chuông theo dõi nhận được nhiều video mới hơn. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye.